Thi Thiên 36. Tội lỗi lên tiếng trong lòng kẻ ác rằng: chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả, vì nó dương mắt tự cao rằng tội ác mình sẽ không bị bại lộ và không ai ghét mình cả. Các lời của miệng nó đều độc ác và dối gạt. Nó đã từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành. Nó mưu toan làm ác trên giường mình, đứng trên con đường bất hảo và không từ bỏ điều dữ. Lại Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời, sự thành tín Ngài cao đến tận mây xanh. Sự công chính của Chúa giống như núi non hùng vĩ, sự phán xét của Ngài khác nào vượt sâu thăm thẳm. Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ quý giá biết bao. Con cái loài người nương náu mình dưới cánh bóng Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con thấy ánh sáng. Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa, và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng. Xin đừng để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp con, cũng đừng cho tay kẻ ác xua đuổi con. Kìa, những kẻ làm ác ngã gục, chúng bị lật nhào, không thể trỗi dậy được. 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 3. Sau cùng, thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em, và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác, vì không phải tất cả đều có đức tin. Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác. Trong Chúa, chúng tôi tin chắc rằng anh em đang và sẽ làm những việc chúng tôi đã dạy bảo. Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, chúng tôi khuyên anh em phải xa lánh bất cứ người anh em nào sống bê tha, không theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận từ chúng tôi. Bởi chính anh em biết phải làm sao để noi gương chúng tôi, vì khi ở với anh em chúng tôi không sống bê tha, chẳng ăn bám của ai. Trái lại, chúng tôi đêm ngày làm lụng vất vả khó nhọc để không làm gánh nặng cho một người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền hưởng trợ cấp, nhưng muốn làm gương để anh em noi theo. Ngay khi còn ở với anh em, chúng tôi cũng đã khuyên bảo anh em rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Vì chúng tôi nghe rằng trong anh em có người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Trong Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, chúng tôi truyền bảo và khuyên này những người đó phải yên lặng làm việc để nuôi sống chính mình. Thưa anh em, chớ nản lòng khi làm việc thiện. Nếu có ai không vâng theo điều chúng tôi nói trong thư này, hãy lưu ý và đừng giao du với họ để họ biết hổ thẹn. Tuy nhiên, đừng xem họ như kẻ thù. Trái lại, hãy khuyên nhủ như anh em vậy. Cầu xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh em trong mọi lúc và bằng mọi cách. Xin Chúa ở với tất cả anh em. Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào thăm này. Đây là chữ ký của tôi trong mọi bức thư. Tôi thường ký như vậy. Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ ở với tất cả anh em. Ê-sai đoạn 25. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài, vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu, là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn, thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp, là bóng mát tránh cơn nóng bức. khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra như bão táp xông vào tường thành. Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng, như giảm sức nóng trên đất khô hạn, và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo như nắng nóng tan đi bởi bóng mây. Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon, đồ béo có tủy và rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc và tấm chăn che phủ muôn nước. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta trông đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này, nhưng Mô-áp sẽ bị dày đạp ngay tại chỗ, như đống rơm bị dày đạp trong hố phân. Nó sẽ giăng tay ra trong đó, như người bơi lội giăng tay ra để bơi. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ hạ sự kiêu ngạo nó xuống và đánh bại âm mưu của tay nó. Tường thành của ngươi với lũy cao kiên cố, Ngài sẽ triệt hạ, đánh đổ và ném xuống đất, xuống tận bụi đất. Ê-sai đoạn 26. Trong ngày đó, ở đất Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có một thành kiên cố, Chúa lấy sự cứu rỗi làm tường, làm lũy. Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín được vào đó. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại. Ngài đã hạ bệ những kẻ ở trên cao, triệt hạ thành cao ngất, san thành bình địa và ném nó xuống bụi đất. Nó sẽ bị giày đạp dưới chân, dưới bàn chân của kẻ nghèo nàn, dưới bước chân của người cô thế. Đường người công chính là đường ngay thẳng, lại đấng ngay thẳng. Xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Lại Đức Giê-hô-va, thật vậy, trên con đường phán xét của Ngài, chúng con trông đợi Ngài. Linh hồn chúng con khao khát danh Ngài và kỷ niệm của Ngài. Ban đêm linh hồn con khao khát Chúa. Vâng, thần linh trong con thiết tha tìm kiếm Ngài. Vì khi sự phán xét của Ngài thực thi trên đất, thì cư dân trên thế giới học biết sự công chính. Dù nhận được ân huệ, kẻ ác cũng không học điều công chính. Sống trong đất ngay thẳng, nó vẫn hành động gian tà và không nhìn thấy uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giơ lên mà chúng vẫn không thấy. Xin cho chúng thấy lòng sốt sắng của Ngài vì dân Ngài, và chúng xấu hổ. Xin lửa thiêu nuốt kẻ thù của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài thiết lập sự bình an cho chúng con, vì mọi công việc của chúng con đều do Ngài làm cho chúng con. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, ngoài Ngài đã từng có các chủ khác cai trị chúng con, nhưng bây giờ chúng con chỉ tin cậy một mình Ngài và cầu khẩn danh Ngài. Chúng con đã chết, sẽ không còn sống nữa, những âm hồn không trỗi dậy được, vì Ngài đã trừng phạt và hủy diệt chúng, xóa sạch mọi kỷ niệm của chúng. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho dân này lớn mạnh, Ngài đã làm cho dân này lớn mạnh, Ngài đã được tôn vinh, Ngài đã mở mang bờ cõi đất này. Lạy Đức Giê-hô-va, trong cảnh khốn cùng, họ đã tìm kiếm Ngài. Khi bị Ngài sửa trị, họ hết lòng cầu khẩn Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, trước mặt Ngài, chúng con khác nào sản phụ sắp sinh, quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn. Chúng con đã thai nghén, quặn thắt, nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con không đem lại sự giải cứu cho quả đất, cũng chẳng sinh ra sự cư dân trên thế gian này. Những người chết của Ngài sẽ sống, xác của họ sẽ trỗi dậy. Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy và reo vui, vì xương mốc của Ngài như xương mốc rạng đông, và đất sẽ buông tha các âm hồn. hỡi dân ta, hãy đi vào phòng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra khỏi nơi Ngài ngự để trừng phạt tội lỗi của dân cư trên đất. Bây giờ, đất sẽ để lộ máu ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa.